Tiếp tục là một chiếc máy giá rẻ có thông số cực kỳ tốt đến từ thương hiệu Techno, đó chính là Techno Spark Gold 1. Giá của em này chỉ tầm khoảng hơn 2 triệu một tí xíu thôi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có những cái điểm mạnh như sau. Đầu tiên là thiết kế của em này, mình thấy nó đẹp nha. Mặt lưng thì sẽ có một cái cụm camera đặt chéo rất là giống với lại iPhone 13, 14, 15. Chất liệu tất nhiên của em này sẽ là full nhựa thôi, từ khung viền đến cái phần mặt lưng. Nhưng mà mình thấy là việc mà nó có một cái mặt lưng nhám mờ này, nó cho một cái cảm giác cũng khá là sang trọng nha. Nhám mờ ở đây là nó cũng sẽ hơi ánh ánh, hơi trong trong đấy à, chứ không phải là kiểu mà nó dạng mờ đục giống như là những cái con máy giá rẻ khác. Thiết kế như thế này thì mình vẫn đánh giá là đặt lên cái tầm phân khúc trên 3 triệu, dưới 4 triệu vẫn ok. Trọng lượng cầm nắm thì cũng rất là nhẹ. Sẽ đến phần màn hình mặt trước thì viền của nó nhìn tổng thể là cũng không có bị thô lắm nha. Nói mỏng thì tất nhiên là nó không mỏng rồi, nhưng mà nó cũng sẽ không có cho chúng ta một cái cảm giác quá là khó chịu bởi cái độ dày viền này. Cầm dưới tất nhiên vẫn sẽ hơi dày rồi, nhưng mà nhìn tổng thể thì nó hài hòa, nó hợp lý. Màn hình cũng là màn hình đục lỗ chứ không phải là giọt nước. Tấm này sử dụng tất nhiên rồi sẽ là IPS LCD với một cái độ sáng cũng tương đối khá là tốt. Ra ngoài trời nhìn vẫn ok. Độ phân giải thì nó sẽ là HD kèm với tần số quét lên tới là 120Hz, là một cái thông số mà mình thấy là Techno đã khá hào phóng cho cái chiếc máy này. Hơn 2 triệu đã có tần số quét 120Hz thì về cảm giác vuốt chạm của nó tương đối khá là tốt. Đó, và để đảm bảo được cái tần số quét 120Hz này nó duy trì ổn định mượt mà thì nó sẽ nhờ vào cái con chip đó chính là Unisoc T615. Con chip này thì nó sẽ có hiệu suất xem với lại Snapdragon 660 hoặc là 665. Và xét với một cái phân khúc giá siêu rẻ như thế này thì việc mà Techno họ lựa chọn cái dòng chip Unisoc nó là hợp lý. Vì giá thành chip của Unisoc thì nó sẽ rẻ hơn so với lại MediaTek và Qualcomm. Và về mặt trải nghiệm hiệu suất, kể cả là từ những cái dòng chip giá siêu rẻ đến gọi là tầm trung của Unisoc, thì mình thấy rằng là nó tương đối là ổn đấy. Nó không phải là một cái dòng chip tệ đâu. Với cái tầm tiền máy này thì mua về để mà chơi game Free Fire thì cũng hết nước chấm, kể cả Liên Quân hoặc là Liên Minh một tí cũng được, với mức độ họ setting thấp. Tất nhiên là sẽ không thể nào chơi được mượt 60fps đâu, nhưng mà rõ ràng khi mà xét về giá tiền nó đã quá là hợp lý rồi. Chưa kể em này còn có RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, và cái phần RAM này có thể mở rộng thêm lên thành là 8GB nữa các bạn nhé. Thì nói về cái mặt đa nhiệm cũng như bộ nhớ, xét ở trong tầm tiền khoảng 2 triệu, nó quá là hợp lý đi. Với những hãng khác thì thường sẽ có RAM 3GB hoặc thậm chí là bộ nhớ trong chỉ có 32GB cơ. Em này được 64GB thì nó đã là quá ok rồi. Chưa kể là còn hỗ trợ update cập nhật phần mềm lên tới là 4 năm nữa. Kiểu những người mà mua cái chiếc máy này, thứ nhất là kinh tế không quá dư dả, hoặc là mua về để làm quà cho ông bà bố mẹ, thì thường họ sẽ sử dụng một cái chiếc điện thoại nó rất là lâu. Nó sẽ là tầm 3 đến 4 năm như thế, chứ không phải là 1 năm đối một cái chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất như chúng ta đâu. Nên với một sản phẩm giá rẻ mà được hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới 4 năm như thế này là mình đánh giá rất là cao đấy. Camera của Techno cũng cực kỳ ổn nha, với cảm biến chính có độ phân giải là 13MP. Chất lượng cho RAM mình thấy rằng là rất là ổn nếu mà xét ở trong tầm tiền này. Tòa nhà mình chụp là nó có hơi ngược sáng nha, nhưng mà chi tiết vẫn lên rõ này, màu sắc tươi, nịnh mắt. Kể cả là zoom lên 2x đi chăng nữa thì chi tiết nó cũng không có bị vỡ quá nhiều. Ảnh như này vẫn có thể up được lên mạng xã hội khá là ok. Còn về camera selfie ấy, thì khả năng làm đẹp cũng rất là ổn, tối ưu những khuyết điểm trên khuôn mặt một cách vừa phải, trông vẫn giữ được nét tự nhiên. Và đặc biệt nữa là khi selfie trong điều kiện ngược sáng, mặc dù lúc này da của mình có vẻ là hơi vàng đi rất nhiều rồi, nhưng quan trọng nhất là background phía sau nó vẫn kéo lại được một cách rất là rõ ràng, và mặt của mình thì không bị quá tối. Với chất lượng như thế này thì có thể là xử lý thêm phần mềm bên thứ ba nữa là sẽ ổn ngay thôi. Hộp phụ kiện thì cũng đầy đủ, sạc, cáp, ốp lưng, và nó cũng có sẵn miếng dán màn hình rồi, cho nên các bạn chỉ cần mua về mở hộp ra là dùng luôn, không có cần mua thêm bất cứ một cái phụ kiện nào cả. Tất nhiên nếu như mà có nhu cầu sử dụng tai nghe thì vẫn phải mua rời thôi, tại vì mức giá của em này nó đã là quá rẻ rồi. Và em này còn có một cái điểm mạnh, đó chính là có loa kép nha. Loa thì âm lượng nó sẽ không có quá to đâu, nhưng mà cơ bản có loa kép để có hiệu ứng stereo cũng là một cái điểm mình đánh giá cao rồi. Pin thì sẽ có dung lượng là khoảng 5000 mAh và hỗ trợ công suất sạc là 15W. Trong hút giá này thì cao nhất là 18W, còn thường thường nó sẽ là 10W, cho nên mình thấy là với công suất 15W nó nằm ở một cái mức rất là ok. Chưa kể là em này còn có chuẩn khe nước IP54, rồi là cảm biến vân tay ở bên cạnh hông đầy đủ cả, chứ không có bị cắt giảm một cái thứ gì. Thật sự là nếu như mà Techno bán cái chiếc máy này có lãi thì mình rất mừng cho Techno luôn, tại vì thông số của em nó bây giờ là nó đang gọi là rất là ngon ở trong cái tầm tiền khoảng hơn 2 triệu như thế này rồi. Và những bạn nào đang quan tâm về cái chiếc máy này thì có thể là kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo. Hiện tại CMS đang bán cái chiếc máy này với mức giá chỉ tầm khoảng hơn 2 triệu thôi, được bảo hành 13 tháng và hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới là 4 năm. Nói chung là sử dụng lâu dài là thoải mái luôn với em này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.